Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Quái vật khổng lồ trôi dạt lên bãi biển khiến dân làng hoảng loạn. Một người dân địa phương đã can đảm chụp lại bức hình sinh vật khủng khiếp được đăng trên mạng với dòng caption: "Có ai biết đây là con gì không? Nó dài đến hơn tận 3 mét. Tôi mình chọn đoán đây là loài mực hoặc là bạch tuộc nào đó." Bức ảnh về sinh vật bí ẩn đã khiến nhiều người dân vô cùng hoảng sợ, trong khi những người khác cố gắng suy đoán giống loài của nó. Một số người dùng Facebook cho rằng sinh vật này nó là một con lươn, chuột, cá voi hay thậm chí là một người ngoài hành tinh. Đây cũng không phải lần đầu tiên một vật thể kỳ lạ xuất hiện trên bãi biển này. Trước đó thì một con cá mực biển hút máu được tìm thấy dạt bên bờ biển vào đầu mùa hè, chủ yếu là xuất hiện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cá mực nó đã trở nên quý gặp những thập kỷ gần đây do ô nhiễm sông ngòi. Loài vật này sử dụng hàm răng sắc nhọn để bám vào những động vật lớn hơn, chẳng hạn như cá mập, để hút máu. Năm 2009, xác chết của một sinh vật kỳ lạ khác đã được tìm thấy trên bãi biển. Các suy đoán vào thời điểm đó cho rằng nó có thể là quái vật huyền thoại, một giống mèo đen đớn, nhưng thực chất nó chỉ là xác của một con hải cẩu bị thối rữa.